Quý vị khách hàng đang tìm nhà đường to ngõ rộng ô tô đỗ cửa thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà ngay trong video này. Ngọc Ánh sẽ review cho quý vị. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá căn nhà với diện tích 31 m², xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng Tây Bắc với đường ngõ thực tế. Với trước cửa nhà thì nó chỉ được 2 m thôi nhưng đi có khoảng tầm 3 bước chân là ra tới đường ô tô đây. Và cái sân này thì là để ô tô cho toàn bộ các căn nhà ở đây quý vị nhé. Với căn nhà Ngọc Ánh giới thiệu cụ thể trong video này cho quý vị thì vị trí của nó giáp với địa phận Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, đi làm theo cung đường trục đường quốc lộ 6, đi làm Nguyễn Trãi Thanh Xuân, đi làm theo bến xe Nghĩa, tuyến đường sắt trên cao. Và căn nhà này thì nhà xây mới hoàn toàn, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn theo đúng như hiện trạng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá căn nhà. Với thiết kế của ngôi nhà 30 m², mặt tiền 3 m 1 và hướng nhà là hướng Tây Bắc. Thiết kế phần cửa chính cho quý vị là hai cửa bên ngoài. Với cái phần cửa chính ở đây là cửa gỗ và bên cạnh là một cửa sổ nha mọi người. Phần cơ bản hoàn thiện ngôi nhà đã xong 100% đúng như hiện trạng là xách vali về và ở ngay, giá bán rất là rẻ cho một ngôi nhà đường to ngõ rộng ô tô đỗ cổng như thế, với giá bán chỉ 2 tỷ 050 triệu, bao toàn bộ phí thuế sang tên, sổ đỏ chuẩn chỉnh, xây dựng độc lập. Với tầng 1 của ngôi nhà thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng không gian phòng khách của ngôi nhà. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm kiện đều được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Với phần phòng khách thì chủ nhà có thiết kế tặng thêm cho quý vị một chiếc quạt trần cộng với đèn led. Rất là hợp lý, rất là sang trọng. Tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng và cụm dự án này thì chỉ còn duy nhất một căn Ngọc Ánh đang quay và review. Với vị trí này thì không bị lỗi phong thủy, không đường đâm, không thóp hậu, cũng như là không gần đình chùa miếu mạo. Nó rất là gần với chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, phường Biên Giang, quận Hà Đông quý vị nha. Đồng thời thì cũng khá là gần với trục đường quốc lộ 6, xung quanh nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Đây là phần phòng khách và đây là phần không gian phòng bếp. Với phần phòng bếp của ngôi nhà hoàn thiện chỉn chu đầy đủ cho quý vị. Với phần tủ bếp cũng như là thiết kế bếp, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ. Tất cả các phụ kiện bếp của cái ngôi nhà này thiết kế chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa cũng vậy. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite. Đặc biệt với cái vị trí phòng bếp, Ngọc Ánh sẽ chia sẻ một chút cho quý vị. Ở phần phòng bếp này, chủ nhà lắp riêng áp cho cái ổ điện, nếu như quý vị có dùng ở đây là dùng bếp từ mọi người nha. Đấy, cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Đấy là đã thấy độ chỉn chu cũng như là cầu kỳ của chủ nhà rồi đúng không ạ? Còn đây là phần không gian để tủ lạnh. Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý với diện tích nhỏ nhưng cái công năng sử dụng phù hợp cho một hộ gia đình. Với căn nhà này thì thiết kế tổng được 3 phòng ngủ cho nên là phù hợp và cho một hộ gia đình có hai con nhỏ, đồng thời kể cả có ông bà ở thì vẫn đáp ứng được cái công năng đấy nha mọi người. Tay vịn cổ trụ cầu thang thiết kế cho quý vị là gỗ. Ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng đầy đủ công năng, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với diện tích nhỏ nhưng công năng hài hòa, giá bán hợp lý tại thời điểm hiện tại. Đường to, ô tô để ngày đêm thoải mái mọi người ạ. Đấy, Ngọc Anh đã review tầng 1, đường này, hướng này, vị trí cho quý vị rồi. Vậy thì thiết kế các tầng trên ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video để có thể khám phá xem một ngôi nhà giá chỉ hơn 2 tỷ, sổ đỏ chuẩn chỉnh, sổ ở Hà Nội phù hợp cho quý vị đi làm ở những khu vực vậy thì nó có xứng đáng hay không? À, Ngọc Anh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Ở phần hành lang đi vào là chủ nhà có thiết kế một chiếc cửa sổ, đồng thời hành lang lát một loại gạch khác, đi vào với không gian phòng ngủ là một loại gạch khác mọi người ạ. Đây là phần phòng ngủ ở phần tầng 2. Một phòng rất là rộng, thoáng, cửa sổ, rồi là hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, được lắp đặt đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, lắp đặt xong hết. Cửa sổ mở ra thoáng trước, thoáng sau. Uầy, mở ra rất là thoáng mát luôn mọi người ạ. Cái quan trọng là vị trí ngôi nhà này
Nếu như mà ở trước nhà có thể để được 6 đến 7 chiếc ô tô cho quý vị ngày đêm thoải mái nhá. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá, hệ thống trần thạch cao đều được lắp đặt đầy đủ. Với 31 mét vuông mà xây dựng mỗi một tầng một phòng thì phòng ngủ của nó rất là rộng. Đồng thời với cái phòng ngủ này thì thiết kế kiểu master, phòng vệ sinh ở phía bên trong, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đây là phần phòng vệ sinh. Với phòng vệ sinh thiết kế đầy đủ quý vị công năng là bồn cầu, hệ thống sen tắm, lavabo bàn đá, quạt hút mùi, vắt khăn dàn, rồi là cái phần để chờ lắp bình nóng lạnh. Với không gian phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần đây cho quý vị rồi, rất là sạch sẽ, màu sắc rất là nhã nhặn. Nói chung là có sao thì Ngọc Ánh chia sẻ như thế thôi, cũng không thể đẹp hơn mà cũng không thể xấu hơn được quý vị ạ. Và mời mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống như tầng 2, giống hệt luôn. Phòng ngủ rộng rãi, thoáng. Đấy. Vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đầy đủ, thiết kế độc lập riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Cụm dự án này nói luôn là bán hết rồi và chỉ còn duy nhất một căn là mọi người hoàn toàn yên tâm về cái mặt pháp lý rồi, bởi vì những người mua trước đó người ta đã phải nghiên cứu tìm hiểu rồi thì người ta mới mua. Bởi vậy cho nên là còn có một căn duy nhất thì Ngọc Ánh quay cho quý vị. Thật ra căn này trước cái phần chưa hoàn thiện là em đã quay một lần rồi đấy. Và bây giờ là hoàn thiện xong hết rồi thì em lại quay lại để gửi tới cho quý vị. Đây là phần phòng vệ sinh ở phần tầng 3. Nói chung ấy, với cái giá bán này mà công năng sử dụng cũng như là thiết kế rất là chỉn chu của chủ nhà, đầy đủ hết tất cả những thiết bị vệ sinh ở trong không gian phòng vệ sinh đáp ứng nhu cầu sử dụng theo từng tầng. Đây là phần tầng 3 và phần còn lại tầng 4. Mời quý vị theo chân khám phá lên hết tầng 4 của ngôi nhà nha. Và ngoài đang đứng phần tầng 4 của ngôi nhà với không gian tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng riêng. Thực ra phòng trên này thì rất là rộng. Và hiện tại thì đang không có cửa, cho nên nếu như quý vị về thiết kế phòng riêng hoặc là tách ra làm hai phòng, một phòng thờ, một phòng làm việc vẫn rất là hợp lý. Phần còn lại là phần sân phơi. Đây. Sân phơi rất là rộng và thoáng. Đây. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, đáp ứng đúng cái tiêu chí sử dụng của một hộ gia đình. Với căn nhà thiết kế chỉn chu, đầy đủ công năng sử dụng, hài hòa, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, đường ngõ ô tô rất là thoáng và phù hợp. Nếu như quý vị nào đang có ô tô mà cần tìm hiểu những căn nhà giá rẻ, ô tô đỗ cửa thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.